Hi, chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay lại kênh của mình ha. Thì lâu quá mình cũng chưa lên video, thì hôm nay mình giới thiệu cho tất cả các bạn cây súng bắn đinh U10 nha. U10 thì cái dòng súng này giờ các bạn dùng để bấm yên xe nha các bạn. Bấm yên xe. Thì mấy cái này thì thương hiệu của Mắt ha. Của Mắt, hàng này hàng nội địa Nhật ha, Mắt in ra băng hết nha các bạn. Thì cái mồm công dụng của nó để đóng yên xe là chủ yếu. Còn các bạn có thể là mấy bạn nào có thể làm mấy cái pallet mà pallet bằng giấy á, thì cũng sử dụng U10 này nha. Thì cái đinh nó là U10G, nó bắn được maximum là từ 6, từ mình nhỏ nhất U10 là như 4. Để mình sẽ tìm cái bảng kích thước U10 mình để lên đây ha. Và cái cây này nó dài nhất có thể bắn được là 13 nha các bạn. Đó. Thì đây các bạn thấy nha. Đây nha. U10 nha. Mấy cây này nè. Bạn thấy mấy cây ra băng ha. Khó thấy quá, mờ quá. Đó. Hàng này hàng Mắt. Và cái dòng này thì xài cực kỳ bền luôn nha các bạn. Và biết sao nó bền không các bạn? Tại thường mấy cái U này á, nó hư chỉ nó hư cái lưỡi gà này ha. Thì nhưng mà cái hàng Nhật á, cái búa nó ba bắn xuống á, thì nó làm bằng cái chất thép cực kỳ đặc biệt ha, nên cái độ bền của nó cực kỳ cao luôn. Đó, thì mấy cái máy này mình bảo hành sẽ 3 tháng một máy nha các bạn. Bảo hành 3 tháng và mình đảm bảo với các bạn á là cái chất lượng của súng này bắn cực kỳ ngon luôn và cực kỳ bền. Đó, các bạn thấy nó, cái này nó làm bằng nhôm hợp kim nhôm á, cầm rất là chắc tay ha. Đó, đây mình có khoảng 2, 4, 6 cây nha các bạn. Thì bạn nào cần thì cứ liên hệ với mình ha. Đó, đây nè, bên trong nó đây là để khe để đinh vô ha. Bạn thấy ha, mấy cây này thì xài cực kỳ bền nha các bạn. Thì bạn nào cần thì cứ liên hệ với mình. Bạn thấy nè, model nó là Mắt ha. Nè, nó make in ra băng ở đây nè. Cầm rất là chắc tay nha các bạn. Thì cái kích thước tổng thể của cái này thì để mình đo thử cho bạn xem. Kích thước tổng thể nó nè, nó khoảng 2 tấc nha bạn. Đó, dài nó khoảng 2 tấc và chiều cao của nó maximum nó khoảng tấc rưỡi nha bạn. Đó, tấc 4, tấc rưỡi gì đó. Rồi, bề ngang của nó maximum có thể là 4 phân nha bạn. Đó, đây là cái U10 nè. U này trên thông dụng trên thị trường nha bạn. Đó, bề ngang nó 10 ly và dài nhất cây súng này có thể bắn là 13. Mình đang có cây đinh là U10 10 vuông nè. Thì mình sẽ để vô mình bắn thử cho bạn xem nha. Nè đó, để đây ha. Khoan, mình sẽ cho các bạn xem cái lưỡi gà của nó ha. Thì cái hơi của nó bắn tầm 8kg đổ lại là bắn được hết nha các bạn. Nè, đây cái lưỡi gà nó, các bạn thấy cái lưỡi gà nó lú ra nè. Lưỡi gà nó cực kỳ súng cũ nhưng cái lưỡi gà nó cực kỳ ngon nha các bạn. Cái lưỡi gà này nè, nó không bị mòn, không bị ấy gì ha. Tại cái này cái mát thép của nó cực kỳ tốt nên nó rất là cái lưỡi gà này nè rất là ok luôn. Đó, đó, cái lưỡi gà nó các bạn thấy không, nó rất là chắc chắn luôn, nó không có bị mòn, không bị gì giống như mấy súng Trung Quốc nha các bạn. Rồi ok, giờ mình sẽ để đinh vô bắn thử cho bạn xem nha. Thì các bạn nào mua thì cứ liên hệ với mình nha. Đó, vì là gài lại xong ha các bạn. Mình sẽ bắn thử cho bạn xem nha. Đây mình có cây gỗ ha. Này mình bắn thường bấm yên xe là ok, nhưng mà này mình bắn gỗ cho bạn thấy cái độ mạnh của nó ha. Này gỗ nha. Rồi, các bạn thấy nha,
Đó, bắn cực kỳ ngon luôn nha các bạn. Thấy không? Rất là đều, rất là đẹp luôn. Và cây súng này giá là 500 ngàn một cây nha các bạn, giá chưa bao gồm ship. Các bạn nào mua thì cứ liên hệ với mình nha. Rồi, mình có khoảng 2, 4, 5, 6 để mình test 1, 2 cây nữa cho bạn xem ha. Cái súng này các bạn thấy xấu vậy chứ mình xài cực kỳ ngon nha các bạn. Đó. Bắn rất là đều luôn nha các bạn. Rất là đều, rất là đẹp. Ok. Thì bạn nào mua hàng thì cứ liên hệ với mình qua số điện thoại 0908875468. Các bạn nào xem nhớ like, subscribe kênh giúp mình ha. Rồi ok, cảm ơn, chào tạm biệt các bạn.